Anh em bảo tôi ta bảo thủ á, tôi ta nghèo nàn công nghệ, tôi ta ít option đúng không ạ? Đấy là ngày xưa tôi anh em ạ, chứ còn bây giờ tôi ta khác rồi, tôi ta giờ rất chiều khách hàng luôn. Ví dụ như đây một chiếc tôi ta Jadis Cross này, đây, màn hình to bản này chứ không phải là cái màn hình bé tinh hình gắn đây nữa, màn hình to này, có camera 360 nhá, đấy, có camera 360 này, đấy, đầy đủ công nghệ đi theo xe luôn nhá. Điều hòa này, tất cả mọi thứ này, phanh tay điện tử này, ghế chỉnh điện này, con này rất nhiều option và con này thiết kế thì cũng rất là đẹp đấy, rất là gọn gàng từ cái các cái chi tiết trên tablo này, các chi tiết ở ghế này, đường kim mũi chỉ này cũng tạo cái điểm nhấn là khâu cái chỉ xanh này đó, nhìn chiếc xe nó rất là hài hòa, một chiếc xe mà nhiều gia đình nên tham khảo. Và những chị em nào mà hay những chị em nào mà cần một con xe gầm cao nhỏ gọn cũng nên tham khảo chiếc xe này đó, Toyota Yaris Cross. Thì thấy cũng rất nhiều anh em chê bảo là nó ồn hay các thứ, thì nói thật là ở cái phân khúc này thì các dòng xe thì nó cũng ngang ngang nhau thôi đấy, nhưng mà con này đấy thời điểm hiện tại thì theo cái góc độ cá nhân của em thì độ hoàn mỹ nó cũng tương đối rất là ổn đấy. Thì nhiều gia đình ví dụ như là có con nhỏ chỉ có 2-3 người thì nên tham khảo chiếc xe này.